nhóm nữ đàn em Blackpink sắp ra mắt, mong muốn tạo ra nhiều Jennie khác nhau. G-Dragon chính là producer, sau hàng loạt thông tin về sự rời đi của các idol. Diễn viên nổi tiếng, YG lại bất ngờ thông báo ra mắt nhóm nhạc nữ 7 thành viên gây xôn xao dư luận. Nhiều điều bất ngờ đã xảy ra trong những ngày qua liên quan đến YG. Đặc biệt sau thông tin Taeyang và Daesung rời YG vào ngày 30 tháng 12. Tiếp tục đến lượt tất cả thành viên ICON và diễn viên Kang Jong-un cũng dứt áo ra đi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, thông tin khiến fan K-pop đặc biệt quan tâm nhất đó chính là việc nhóm nữ mới của nhà YG sẽ được công bố ngay vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 tới. Sau khi poster được đăng tải, cư dân mạng lại soi được một tình tiết có liên quan đến producer của nhóm. Z-Dragon được gọi tên là producer cho dự án này khi nét chữ trong phòng tập của nhóm nhạc mới có nét tương đồng với anh chàng. Nếu đây là sự thật thì màn debut của nhóm nữ đàn em Blackpink càng thêm thú vị và đáng mong chờ. Chữ trong phòng tập của nhóm nữ mới nhà YG được cho là giống với chữ viết tay của G-Dragon. Trước đó, trong thời kỳ Blackpink đóng băng hoạt động 2 năm, rất nhiều tin đồn về nhóm nhạc mới của YG đã được truyền thông cũng như người hâm mộ truyền tay nhau. Về tên gọi, chắc hẳn fan YG đã rất quen với cái tên Baby Monster. Thậm chí, công ty YG còn đăng ký bản quyền tên gọi Babamon, Baby Monster cùng tên viết tắt Bimon. Tuy nhiên, việc nhóm nữ đàn em Blackpink có còn đồng hành với tên gọi này hay không thì phải đến ngày 1 tháng 1 tới mới có thể biết được. Theo một chia sẻ từ đại diện YG vào năm 2021, nhóm nhạc nữ mới sẽ đi theo định hướng hoàn toàn khác với Tu Ne One hay Blackpink. Nhóm sẽ chỉ có những thành viên có giọng hát tốt, YG đề cao kỹ thuật thanh nhạc lên hàng đầu. Công thức này khác với các nhóm nhạc nữ đi trước khi Tu One và Blackpink đều có những mảnh ghép sở hữu nhiều khả năng nổi trội khác nhau về giọng hát. Vũ đạo hay visual, một thông tin thú vị khác liên quan đến nhóm nhạc mới cũng đã được Nohi CEO của YG Food tiết lộ. Người này chia sẻ, hiện tại, YG đang bận rộn với việc cho ra mắt nhóm nữ mới. Blackpink sẽ có một nhóm nhạc đàn em, gọi là Baby Monster sắp ra mắt, nhưng tôi phải nói với các bạn rằng nhóm cực giỏi, Họ giống như 10 Jenny góp mặt trong một nhóm vậy, không loại trừ khả năng 10 thành viên ở thời điểm đó hiện tại đã được lọc lại chỉ còn 7 thành viên. Tất cả những thông tin này đều là những dự đoán trước thềm nhóm tân binh nhà YG ra mắt. Tuy chưa có gì được tiết lộ rõ ràng nhưng nhóm nhạc này hứa hẹn sẽ là đối thủ cực mạnh gia nhập đường đua tân binh nữ Gen 4.